Chào các bác ạ, là em Thành Ô Thu. Ngay trước màn hình của các bác đây là một chiếc VinFast lắc cây bản lưng cao màu đen đang có sẵn xe giao ngay tại VinFast Hải Dương chúng em. Và như các bác cũng biết rồi thì trong cái chương trình tháng 10 này thì chiếc VinFast lắc cây bản nâng cao màu đen này sẽ có một mức giá lăn bánh nó khoảng tầm 8 trên 900, khoảng tầm 900 gần 906. Thế thì hiện tại em Thành Ô Tô đang có một cái chương trình khuyến mãi đặc biệt dành cho chiếc VinFast lắc cây bản Plus màu đen này. Một cái mức giá không tưởng, đó là chỉ chúng ta sẽ được rẻ hơn 70 triệu so với cái giá em vừa đọc ạ. Rẻ hơn 70 triệu so với cái giá em vừa đọc. Xe thì xe mới 100%. Tại vì sao em Thành Ô Tô đang có cái chương trình khuyến mãi sốc đến như vậy thì các bác hãy nhanh tay nhanh chân alo ngay cho em Thành Ô Tô theo cái số hotline là 0979188958 để được hỗ trợ tư vấn cũng như là gửi chi tiết báo giá đầy đủ cho các bác thông qua Zalo. Vâng, rẻ hơn giá chính sách tháng 10 là 70 triệu đồng và hỗ trợ tặng thêm cho các bác rất là nhiều cái phần quà phụ kiện cũng như là phụ tùng cho các bác nếu như các bác nào quan tâm đến chiếc xe VinFast Lux A bản Plus màu đen này nhá. Hãy nhanh tay ký ngay chiếc VinFast Lux A bản Plus này để chúng ta có một chiếc xe vi vu cùng gia đình trong cái dịp Tết Nguyên đán cận kề sắp tới rồi, đúng không ạ? Ngày hôm nay cũng là ngày lễ Halloween nên là em Thành Ô Tô cũng xin phép là mạnh dạn tri ân cho các bác. Nếu như bác nào nhanh tay nhanh chân mua ngay chiếc VinFast Lux A bản Plus màu đen này phần quà trị giá là 30 triệu phần quà phụ kiện nhé các bác nhé. Trị giá là 30 triệu áp thẳng vào xe, không hỗ trợ trừ bằng tiền mặt, không hỗ trợ giảm trừ bằng tiền mặt các bác nhé. Phần quà phụ kiện trị giá 30 triệu nếu bác nào ký ngay trong ngày Halloween này. Vâng. Và bây giờ thì có lẽ là em Thành Ô Tô xin phép được tạm dừng cái video này tại đây. Cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm theo dõi và ủng hộ kênh YouTube của em Thành Ô Tô trong suốt quãng thời gian qua. Đừng quên là đăng ký kênh, nhấp hình quả chuông bên cạnh để nhận được những thông báo mới nhất khi mà em Thành Ô Tô ra những video clip tiếp theo. Em xin cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại.